Mời bạn Nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương vậy. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc ạ. Hiện nay sống Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở thành phố. Với ai? Dạ, em sống với lại ba mẹ. Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng. Tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, trước đây em cũng có hỏi câu đó. Nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính. Cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sở đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, gần 2 năm. Rồi, đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng, mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biếng. Làm biếng. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì? Đơn phương thì có 2 mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ, em cũng rất là dễ tính. Chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả bạn? Dạ, cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không sao. Kể luôn đi, thử xem thế nào. Dạ, ví dụ như là thích nấu ăn ạ, thích đi du lịch, con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu %? Em có hiền không? Dạ, mọi người nói em hiền. Em biết nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Ảnh có nhiêu đó yêu cầu à? Vậy bạn thích mỗi người lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng. Rồi, còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con nít á. Và em cũng dụ được con nít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con nít thì con gái, con trai em dụ được hết. Dụ con gái lớn được không? Dụ được thì không ngồi đây anh. Bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sớm tụ lên xíu không? Dạ, em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, càng mạnh càng tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên. Nào. Rock. Hoàng ngoại vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi thoát xa cơn mê này, chênh vênh bờ đến sâu bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam rô đê quay về. Ở đó có tôi với em. Này đây tiếng gọi rất quen, thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng em đêm. Dạ, xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôm lên xíu ơi, bạn kia làm bể quá. Vậy thì em sẽ hát bài Em muốn sống bên anh trọn đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi Chupong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em, mùa xuân ơi. Wow, hay đấy cô gái. Nhất là cô phải là véo von, véo rất nhẹ. Chào em. Chào em nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa dở luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngang quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. À, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi mấy ngày không? Không có ngày nào cũng táo. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Cái lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn với ngủ không, lâu lâu mới làm biếng. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao hơn bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó, em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty. Ừ, đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó bạn. Kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với em trai, với em. Dạ. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi, chào em. Ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Ừ. Thì nhận xét về cái em bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á, thì em không dám đánh giá. Nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và làm thú vị. Ừ. À, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ. Ừ. Chơi với nhau. Rồi chào chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi, có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút, 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì mà anh thì em nói trước. Ở trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này. Bây giờ nếu mà em hỏi anh đó là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh, thì anh đó là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em. Em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ, em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ đúng rồi. Thế thì em học cao hơn anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi rút luôn? Dạ không có lo sợ. Dòng mình anh gái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. Về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt. Sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra, bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Rất tốt. Cảm ơn. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương. Trong chương trình Bạn Muốn Họ ở câu lạc bộ, chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau. Có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng. Biết đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Rồi, chúc hai bạn sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ tuần sau cũng được, có gì đâu. Ok vậy còn... sốc nha. Dạ. Mặc dù là cặp đôi đầu tiên không thành công nhưng mà không sao. Ông Mai bà Mối vẫn rất là hăng hái và tiếp tục mai mối cho cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tạm an. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta hãy giới thiệu về nhau. Em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ, nói về quê hương thì nó hơi dài dòng lên thôi. Ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên Hà Giang, Hà Tĩnh, mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tứng, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ, thứ nhất là Văn là văn võ, Minh là thông minh, còn Tứng là tuấn tú. Đó là kết hợp giữa ba cái nối lọc vào cái tên của em. Trời ơi, dữ. Văn võ, thông minh, tuấn tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 8-10 đó chị Cát Tường. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em. Kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay năm thứ 6 à. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình à? Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều, đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đấy. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ tuần sau cũng được, có gì đâu. Ok vậy. Sốc nha. Dạ. Không muốn trả góp. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó là hơi gấp, mình làm không kịp. Em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con phải lo cho con. Dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch đó thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, nhưng thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Thôi với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy. Anh cho em hỏi mà em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi giờ tới anh hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi nhưng mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua rồi, em tìm phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn, không biết là có ngon hay không, nhưng mà nói chung là nó ăn cũng được. Ừ, vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình, dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu mà không đẹp, trung bình. Trung trung quá, khó quá. Trắng cao từ phải từ 1m55 là được rồi. Ừ. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đi không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì á người bạn trai? Nhậu nhẹt, bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này chắc bỏ dạ, rồi đó. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực là thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình đó, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn, có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Đi rồi. Đây cái này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có bánh đúng đồng tiền rồi đó ha. Không giống ông chị á. Đúng rồi, mấy người có bánh đúng đồng tiền là đẹp. Ai cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ thương. Có tật xấu gì không? Dạ không, em không có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có khuyết điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút, đừng ăn quấy rầy. Vợ người ta ra, người ta tiếp rước rồi, người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung, người tự nhiên không làm phiền là sao? Thì tới đó mới biết được, chứ còn giờ em là cái tính em là phải vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Ôi, anh... Tại chuyện bây giờ em chưa có vợ em đâu có biết đâu. Thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. Dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn, chứ giặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu mà cười dữ vậy? Không có vậy. Ừ, hóp vô đâu có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm, hai người cùng lanh nhau. Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự. Bụng bự thì cũng được nhưng mà đừng có bự quá, ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. À, bạn bên đây đi suốt như vậy em có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào đó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tủi thân lắm, đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, thí dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình vậy, bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà, hy sinh tí, đâu có đi đâu. Lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp, gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp vậy, ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. Cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ kế bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên đây ủng hộ cháu ngoại. Tôi là ông ngoại của cháu Mai. Dạ. Hôm nay được tham gia chương trình, lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với lời chúc khỏe tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay. Dạ. Trời ngoại minh mẫn quá. Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này. Các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế, mà phải nói là mãi lo công chuyện, mãi lo làm ăn, mãi lo dàn trải, thành thử nó có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau. Với người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng cũng đến được với nhau. Ví dụ như gặp vừa rồi. Dạ. Bởi vậy cho nên theo ý tôi á, đừng nói người ta ế mà người ta buồn. Ngày xưa quen nhau đó, yêu nhau đó ngoại, có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này? Cái đó một lúc tôi sẽ nói đến. Thế bây giờ là tôi thấy thế này này, các bạn hôm nay rất là sướng. Dạ. Ông tớ đàng hoàng, bà Nguyệt đàng hoàng. Dạ. Rồi có cái hội trường hoành tráng thế này. Chứ hồi xưa tụi tôi á, đi chỗ này chỗ nọ nói 5 câu 3 điều chứ đó, rồi về mai mốt thì cứ cha mẹ bị đoán hàn, đoán nhiệt, đoán gần, đoán xa nói cặp này có này nó yêu nhau, kêu người ta đến gả đi. Chứ bây giờ hôm nay chúng tôi các bạn rất là sướng. Dạ. Và rất cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Làm người chương trình rất là hữu ích. Và tới đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cầu mong cái chương trình Bàn Hẹn Hò hôm nay sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau mãi mãi bền vững. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha. Nếu mà dưới ngoại có bạn bè nào bằng trang lứa mình cũng, cũng chưa có cặp đôi nào đó, ngoại kêu liên hệ với con với các Tường nha. Xin báo cáo với Hoàng Linh và các Tường. Dạ. Tôi đến đây thấy chương trình hay quá và vui quá, và cũng mình muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho thêm một bà nữa. Ông ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 hả? 80 rồi, con sẽ kiếm cho ngoại nha. Khoảng 70 được không? Được. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Này. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ, em xin chào anh Hoàng Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Em gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh, nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì, nó lì lắm. Chưa chết rồi. Rồi bị bạn chị bắn đứng rồi. Còn gì nữa không em? Ở quê á, không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nó tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của ở nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó, nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi, chị toàn nói nó là ế không à. Nói như ngoại đừng nói ế, chưa có cơ hội. Rồi, cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Em chào anh. Wow, quá là xinh đẹp. Hơn là mất anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn á. Rồi mình tính hẹn hò sao đây? Đám cưới tới sao, để mấy con là tiền bạc tính sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ, còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng. Để con trai gái gì đó mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng để ăn chuột cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức không nuôi, nếu mà nuôi không nổi thì chia, ví dụ như để ăn chuột thì chia 5 đứa về ngoại 5 đứa về nội. Trời gì giống như trời cái này là con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ em đẻ. Chưa chịu bán trách nhiệm rồi. Chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí. Thì nói chung là được thì em hãy về đội với anh. Đội làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng. Chứ tôi không thể nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em, còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Nói gì nói với bạn trai à, cho dù công việc thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình, bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Mời các bạn. Để mà nó mạnh được thì hai công ty cũng cùng rung thôi. Các Tường xin chào mọi người, chúng ta đã đến với nhau trong chương trình hẹn ăn trưa quý vị nhé. Và các cặp đôi thì đã ngồi vào vị trí của mình rồi, nhưng mà còn thiếu bạn nữ. Bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của ngày hôm nay vào nha. Bước tới vài bước nữa thôi. Rồi vào ghế ạ. Rồi mời hai anh chị hãy tháo mặt nạ mình ra nha. Bây giờ các Tường mời hai bạn bắt đầu chia sẻ với nhau. Trước tiên là giới thiệu về bản thân của mình trước. Mời anh ạ. Em tên là Hoàng Linh. Hôm nay 46 tuổi. Quê em thì ở gốc là ngoài Thái Bình. Thế là anh đang làm công việc gì? Anh làm một công việc kinh doanh tự do. Xe cộ thì nói chung cái gì cũng chạy hợp đồng hoặc là chạy cái gì mà chở khách còn này nọ. À, nhà mình được mấy xe? 5 xe. 5 xe. Là một xe riêng của em là chạy ở trên chợ đầu mối là 7 chỗ. 7 chỗ là anh chạy luôn. À vừa cho thuê xe rồi vừa chạy luôn. Thế còn chị, xin mời chị giới thiệu. Em tên là Tăng Nguyễn Huyền Trinh, 46 tuổi. Dạ. Em đang làm nhân viên văn phòng, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Vậy là cả hai đều đã lập nghiệp ở trong này mấy chục năm rồi ha. Chị nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị? Điểm mạnh của mình đó là mình thích nấu ăn nè, yêu cái cuộc sống gia đình, rất quan tâm đến người khác. Cái khuyết điểm thì cũng hơi nhút nhát. Rồi cái thứ hai nữa là mình khi mà đi ra một cái đám đông mà thì mình cái mặt thì rất là nghiêm nên khó có tạo một cái thiện cảm với những cái người xung quanh. Mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình cố gắng mình hạn chế lại cái đó ha. Cái điểm mạnh điểm yếu của anh? Cái điểm mạnh là ví dụ như là siêng răng, công việc thì quyết tâm, sửa chữa ba cái đồ trong nhà rồi là làm được hết, làm được điện nước cái này nọ rồi. Thế còn điểm yếu của mình? Điểm yếu là hơi nóng tính chút xíu, nhút nhát. Nhút nhát, em thấy hơi nhút nhát đó. Cái tình duyên của anh là như thế nào ạ? Hồi xưa là nghe gia đình nói là tị xỉu dậu gì hạp nhau đó. Tam hạp? Dạ đó, để rồi họ bắt đầu nghe nói là tuổi tị. Thế đầu mới quen, nhưng mà hóa ra là không phải tuổi tị mà tuổi khác. Thì được 2 năm sau thì cô ấy mang con về nhà. Thì sau đợi 1 năm đó, là 3 tuổi thì mới ra tòa. Thì là lúc đó là mình giản quyệt nuôi con đó. Thì sau đó là tòa án thành phố là cho nuôi đó. Thế mình chia tay được bao lâu rồi chị? Chia tay được cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình có gặp nhau không? Có hay gặp nhau không? Từ đó giờ cô ấy không có lên luôn. Không lên luôn? 5 năm không thăm con luôn? Không thăm con. Có phải do anh hơi phong thủy là hơi mê tín dị đoan hay là co tuổi tác là cuối cùng mới là không hợp không? Không có, cái chuyện cũng bình thường thôi, cũng không có gì, nhưng mà không biết sao vì những cái chuyện rất đơn giản mà cũng chia tay. Rồi bây giờ thì có tìm tuổi nữa không? Có họ tìm người hợp tuổi nữa không? Không. Bằng tuổi là có hợp với nhau không? Nếu bằng tuổi mà hợp thì được chứ không có sao. Thế anh nghĩ nguyên nhân tại sao mình chia tay? Nguyên nhân đó đến bây giờ cũng không biết một cái lý do gì đó mà chia tay. Sao không biết được? Chứ... mình đổ vỡ mình phải biết cái lý do, mình phải tìm hiểu để như mà sau này mình còn rút kinh nghiệm cho cái cuộc hôn nhân sau chứ. Cái lý do thì thấy rất đơn giản, ví dụ những chỉ có nói qua nói về thôi đó. Chứ cũng không có gì là nặng. Do anh nóng tính quá. Không, cũng nói một vài câu rồi, ví dụ nóng xong rồi thôi. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Coi như hiện giờ bé là đang sống với anh. Dạ, đúng rồi. Cái cuộc sống mà gọi là nuôi con một mình thì đối với anh gặp những cái khó khăn gì? Thì cũng có khó khăn, nhưng bây giờ hiện tại vẫn nhờ bà nội. Thế còn chị thì cái tình duyên của chị là như thế nào? Mình có gia đình năm 2001, 2003 mình ly thân, 2006 thì ly hôn. Con mình là con trai hay con gái? Con trai, 17 tuổi, sống với mình. 17 tuổi rồi? Wow! Nguyên nhân tại sao mình gãy đổ? Cái nguyên nhân lớn nhất và chủ yếu đó là ngoại tình. Anh ấy ngoại tình? Đúng rồi. Ảnh không có cái trách nhiệm với gia đình về trong cái vấn đề tài chính. Dạ. Rất là ỷ lại vào bố mẹ. Rồi nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Rồi nó lại liên quan tới tệ nạn xã hội nữa. Lúc đó anh có dành nuôi con gì không? Không. Thế bây giờ anh đã có cái tình duyên mới chưa? Có vợ và có 2 con rồi. Như vậy là chia tay cũng cần 10 năm. 13 năm. Thế sao 13 năm qua chị vẫn chưa có bước thêm bước nữa? Tại vì mình thương con. Sao chị không tâm sự với con trai? Không, con trai thì rất ủng hộ. Bởi vì bây giờ nó lớn rồi, nó có một cái suy nghĩ riêng rồi. Dạ. Con nó lớn rồi thì... Nó cũng khuyến khích mẹ tham gia chương trình. Con trai lớn trưởng thành rồi chắc chắn là sẽ thương mẹ ha, sẽ lo cho mẹ. Quan trọng là mẹ tìm được người như thế nào. Khi mà nghe hoàn cảnh của chị cũng gãy đổ giống như mình thì anh có cảm xúc như thế nào? Con của bên mình thì nó còn nhỏ, 8 tuổi. 8 tuổi nhưng mà con bé gái thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Có khi nào cha con nói chuyện với nhau về cái chuyện ba sẽ bước thêm bước nữa chưa? Thì cũng có nhiều khi bà nội hỏi thì thấy nó cũng đồng ý thôi. Đồng ý. Thì cũng là một cái dấu hiệu mừng. Thật sự khi chúng ta đã bị gãy đổ và có con riêng nữa đó thì mình nên chuẩn bị tâm lý cho con của mình trước, để khi mà vào một cái hôn nhân mới thì đứa bé nó không bị hụt hẫng. Tại bao giờ nó cũng sẽ có một cái cảm giác là mình bị chia sẻ cái tình cảm. Vậy thì hãy cho bé biết rằng là khi mà mình có thêm một người bạn đời thì bé sẽ được thêm một người yêu thương nữa, chứ không phải là bị mất mát một cái điều gì ha. Chúng ta không ai muốn hôn nhân của chúng ta gãy đổ hết. Thế anh mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Thông cảm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình thôi. Ngoại hình như thế nào? Vết 55 đổ lên, nhìn cũng dễ thương chút. Chị có hình gì không? Chị cho em xem. Đây, chị kiếm ảnh đi. Còn chị thì tìm chị đi nha. Chị mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào hả chị? sống có trách nhiệm với gia đình, không có gia trưởng, bớt nóng tính lại. Dạ, nãy giờ nghe chia sẻ thì chị thấy anh này cũng rất là ok. Có điều là có hơi nóng tính thì mình phải là khắc phục cái điều đó ha. Sao anh tìm ra chưa anh? Tại sao anh chọn cô đó? Cô đó ở trên là cô nào? Ủa phải không? Anh nhìn kỹ lại coi. Trời ơi, chắc chọn lầm hai cái cô ở lần sau kìa. Cô có dẫn bạn cô đi kìa. Đâu? Cô nào? Cô đeo mắt kiến. Rồi dưới này là cô nào? Rồi anh gầm nó đi, chắc lát anh bị phạt rồi đó. Rồi chị đoán ra không chị? Dễ quá mà ha. Rồi, tại ba anh kia già quá phải không? Có anh đó trẻ nhất phải không chị? Xin mời quý vị hãy xem phần nhìn hình đoán mặt. Hãy nhìn về phía cái cửa trái tim này sẽ được mở ra và xem coi sự lựa chọn của mình đúng hay sai nha. Dạ, sao ạ? Anh thấy anh trúng hay trật? Trật. Chị ấy đã đoán rất là chính xác. Phải phạt chứ. Bây giờ anh hãy đứng lên để cho cô ấy có thể nhìn được cái body của anh. Giúp cho anh vẽ đi chị. Hát và anh sẽ nhảy để cho chị nhìn cái body của anh. Vỗ tay cho chị đi anh. Nắng len qua hàng cây, bước chân vui đùa là lời đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nhảy vậy đó hả? Vậy đó, nhảy rồi đó hả? Dạ, dạ. Trời ơi, bởi tao nói không có vợ chăm sóc, bèo nhèo dễ sợ luôn vậy hả? Rồi bận quần áo không có ủi luôn hả? Đâu có vợ ủi, đâu biết ủi đồ không? Không. Là tự giặt là lấy ra mặt vậy thôi hả? Đặt máy xong là lấy ra mặt. Trời ơi, thương ghê không? Thiệt rất là thiệt thà, rất là chất phác. Ở đây, 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 anh. Rồi cá lăn lên chút, qua trái tim. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Có một cái món quà tặng cho. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ thì tôi muốn dành cho hai anh chị một cái không gian riêng để mình có thể trò chuyện với nhau một chút xíu ha. Kính thưa quý vị, đến với nhà hàng Banana Leaf Saigon Restaurant thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất là ngon theo phong cách Ấn Độ nè. Ở đây có những đầu bếp từ Ấn Độ sang nha, với những món ăn truyền thống Ấn Độ rất đặc biệt. Ngoài ra về những món Á thì ở đây phục vụ những khách lẻ nè, những khách đoàn đến từ Mã Lai, Singapore, Philippines. Và ngày hôm nay thì để tiếp đón anh chị, chương trình đã tổ chức cho các anh chị ha thưởng thức một món ăn của nhà hàng, đó là hủ tiếu xào Mã Lai quý vị nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa thì các Tường sẽ quay lại. Chúc hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn các Tường. Rồi em dùng. Dạ, mời anh. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang ở Bình Chánh. Rồi, bây giờ anh làm việc ở đâu? Ở nhà luôn? Anh làm việc ở nhà, dạ. Có chung với lại với ông anh rồi đó. Là làm bên xe. Trước đây thì anh cũng có bán cà phê. Hồi trước là anh ở ngay chỗ Bình Triệu đó. Dạ. Cái giải tỏa rồi anh mới lên trên quận 7. Dạ. Nói chung là thích làm tự do, cũng không thích gò bó ai. Như vậy thì thời gian của anh rất là chủ động đúng không? Ví dụ anh chủ động, nhưng ví dụ như làm nghề xe này đó thì cũng chủ động. Như công việc của anh đó, thì nó chủ động về thời gian. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi ví dụ chẳng hạn như mình quay nhau, ví dụ muốn đi đâu thì em báo trước. Dạ. Đó thì là ví dụ để mình biết, ví dụ mình lỡ mình biết thì mình có thể mình điều chỉnh. Thì công việc của em là em làm về hành chánh. Đó là nhà của mình luôn. Dạ không, ở đó là nhà của em thuê. Là hai mẹ con. Dạ. Công việc em thì cũng chỉ thành buổi tối là nhiều đúng không? Dạ, chủ yếu là làm buổi tối với cuối tuần. Đấy, cái công việc thì nó cũng bận, nhiều khi 5-6 giờ mình mới về. Dạ, có nhiều khi về muộn hơn. Công việc mà. Dạ. Anh thì chủ động hơn chút, nhưng mà nói chung là nó cũng có lúc là mình sớm, nhiều khi kẹt xe. Dạ, rồi đó. Công việc này. Và nãy giờ mà anh chia sẻ đó thì em thấy cái tính cách vậy thì em có thấy có được không? Em thấy thì rất là ok. Em cũng vậy, vì em nói là hồi trước em nói là em cũng hơi nóng tính. Bây giờ mình là đã từng trải rồi, mình đã qua có cô hôn nhân, có con cái rồi. Thế thì anh chị nghĩ rằng để mà tiến tới tìm hiểu mà tiến tới hôn nhân đó thì anh chị có đặt nặng về vấn đề sinh lý không? Cuộc sống vợ chồng thì cái chuyện đó là bình thường. Cái đó thì cũng là một trong thành phần là mình cũng tìm hiểu sơ thôi. Sơ là sao anh? Tìm hiểu kỹ. Sinh lý là một là có hay là không? Thế tìm hiểu sơ là tìm hiểu như thế nào? Anh còn sức khỏe ok không? Dạ, được, ok. Chị mong muốn, chị khao khát nhất điều gì trong một cái mối quan hệ vợ chồng? Đó là cái tình yêu thương. Tình yêu thương. Nếu cặp đôi này mà đến với nhau, anh chị có định sinh thêm con không? Anh trả lời trước trong suy nghĩ của anh. Muốn. Chị? Không. 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 Thường thì phụ nữ sẽ không. Anh biết lý do tại sao ta nói không không? Sợ là mình lớn tuổi quá. Dạ. Nếu không thì anh có vấn đề gì không? Không sao. Thôi hãy tập trung. Mình cũng đã có con rồi, thế nên là hai người kết hợp được thì một trai một gái là đã ok rồi. Rồi đúng rồi. Ví dụ đứa con chung là để gắn liền hai người thôi. Tại sự có gắn liền không gắn liền gì ăn thua, hai chị yêu thương nhau hay không mà có con rồi vẫn ly dị thôi. Đúng không? Cho nên bây giờ mình đến với nhau ở cái tuổi 46 rồi, sanh nở chi nữa. Phải chi mà một trong hai mà chưa có con á thì mình phải cố ha. Em thì em nghĩ như vậy. À. Đúng là mình có suy nghĩ giống như các từ. Dạ, em nghĩ như vậy. Đôi lúc em cũng muốn thêm con nữa, nhưng mà chỉ trừ trường hợp là rủi như em lấy một cái bạn trai mà người đó chưa có con thì mình phải cố gắng, chứ nếu không thì thiệt thòi cho người ta. Mình có mà mình không cho người ta có. Còn nếu mà em đã lấy được một người mà người đó đã có con riêng rồi thì em nghĩ là không cần xin thêm nữa đâu. À, bây giờ để giúp vui cho hai anh chị ha, Tường cho anh chị vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình hỏi nhau, để cho mình cảm thấy hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, mời chị đọc lớn lên ạ. Hãy nói 3 điểm mà bạn ấn tượng về đối phương. Anh hãy nói 3 điểm nào mà anh ấn tượng về chị từ nãy giờ. 3 điểm mà ấn tượng về đối phương là nhất là nhìn là ngoại hình là thấy ok. Ngoại hình. Dạ. Quan điểm mà về tình yêu là cũng giống. Cái thứ ba. Cái thứ ba là thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Quan trọng là cái quan điểm là cũng quan trọng ha. Còn cái nhìn cái ngoại hình mà anh thấy ok là cũng là tốt rồi. Đó là những dấu hiệu rất là khả quan. Phần còn lại là ở anh có chinh phục được cô ấy hay không nha. Theo bạn làm thế nào để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Thì hôn thôi. Thì hôn thôi. Thì hôn thôi, nhưng mà hôn là hôn bình thường, nó nhạt nhẽo lắm. Làm sao để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái đó để mà nó mạnh liệt thì hai con tim phải cùng rung động. Dạ. Yeah. Và thật sự để mà hai con tim cùng rung động, nó nói nghe thì rất dễ, nhưng mà thật sự cũng rất khó. Em sẽ gửi gắm một cái lời gửi gắm của hai người bạn của chị ngồi ở ngoài kia. Bằng mọi giá hãy bấm nút. Em chỉ nói nguyên văn thôi, nhưng mà đối với các Tường thì các Tường nghĩ rằng là thật sự rung động chúng ta mới bấm nút. Em thấy chị là một người rất là nhạy cảm. Có thể là trong cuộc sống chị cũng đã trải qua nhiều cái chuyện nó không vui, cho nên là chị rất là dễ xúc động. Và thật sự nếu như anh cảm nhận được điều đó, em nói thiệt ha, em nói anh đừng buồn ha. Nếu mà nói về tất cả mọi thứ, về cái nhìn bên ngoài, em thấy là em đang lo lắng là chị không chọn anh đó, vì anh có vẻ không được trau chuốt. Chị rất là trau chuốt về bên ngoài. Em sợ là không có hợp với cái gu của chị. Nhưng cái mà em cảm nhận được ở anh là một cái sự bản lĩnh, một cái sự chân thành. Em hy vọng anh phát huy được cái điều đó để có thể cho chị cảm thấy anh là một cái bờ vai, một cái con người mà chị có thể tin tưởng và dựa dẫm vào được. Đó là những cái gì mà Cát Tường cảm nhận được. Thế thì bây giờ anh, em cho anh một cơ hội. Anh có muốn nói điều gì với cổ trước khi chúng ta đưa ra quyết định? Người bạn gái này là chín chắn, rất là về có hình thức rất là tốt. Mình đây thì con trai, công việc đôi lúc cũng không có để ý đến cái hình thức lắm. Trừ khi nào đi ăn tiệc, ăn cưới thì áo quần về thẳng thớm thôi. Còn ví dụ bình thường thì cứ nghĩ là bình thường. Đó thì nói chung là vì độc thân mà. Đó thì tôi ví dụ qua cái chương trình này thì nếu mà ví dụ mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau một cái cơ hội. Để bản thân trong lòng anh hiện tại. Trong lòng hiện tại là mình muốn là quen với lại bạn. Muốn có quyết liệt không? Quyết liệt. Anh có tự tin sẽ lo được cho mẹ con cổ không? Tự tin. Hồi nãy cổ hát cho anh nhảy, bây giờ anh có thể hát tặng cổ một bài không? Dạ được. Rồi, mời anh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một không gian nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làm tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Rất là dễ thương. Tôi không biết là chị cảm nhận như thế nào. Mình đó thì cái môi trường làm việc, cái yêu cầu công việc thì nó tạo nên cái tính cách, cái bề ngoài mình phải chăm sóc, phải trau chuốt. Yeah. Vì mình cũng muốn là cái người bạn của mình cũng vậy. Có thể là trước đây thì nó như thế nào thì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà bắt đầu có một người bạn thì cũng phải chú ý hơn để cho nó có một chút tương xứng. mặc dù cái bề ngoài nó không quan trọng lắm nhưng mà nó cũng điều này chị có thể hỗ trợ được cho ảnh nếu như chị cảm nhận được con người của ảnh. Tại vì em nghĩ nếu mà thật sự chúng ta rung động với nhau, cảm thấy là đối phương có thể hòa hợp, bởi vì cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất khó thay đổi lắm chị, còn hình thức bên ngoài chúng ta có thể thay đổi về tóc tai hay về quần áo hay về mọi thứ. Mình là phụ nữ, mình có thể, em xin lỗi, em có thể dùng từ là mình sẽ chỉ đạo được cái người đàn ông của mình. Mình có thể sắp xếp được cho anh ấy theo ý của mình. Và với những người mà khá là hiền lành, khá là rụt rè như vậy thì mình sẽ dễ hơn trong cái việc là mình có thể kiểm soát được ảnh. Đó cũng là một cái tốt. Nếu mình tìm thấy một người mà hào nhoáng quá, họ trau chuốt quá, họ chỉnh chu quá, đôi lúc mình cũng phải nên dè chừng ha. Thôi, Tường chỉ nói nhiêu đó thôi. Còn quan trọng còn lại là cái suy nghĩ và quyết định của anh chị. Bây giờ thì mời anh chị sẽ đặt tay vào cái nút bấm này nhé. Sau 3 tiếng đếm, nếu như các anh chị đồng ý và cảm thấy rằng đối phương có thể là một nửa của mình thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta hãy bỏ tay ra. Xin mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Tường hồi hộp lắm quý vị ạ. Rất hồi hộp. Tường có cảm nhận anh chị này phù hợp với nhau đến 80% á. Nhưng mà vẫn có một cái gì đó lo. Bởi vì những người gãy đổ rồi người ta sẽ rất là khó mở lòng ra. Nhưng mà rất may là hôm nay anh chị này đã cho nhau cái cơ hội. Anh chị thấy nãy giờ khi mà Tường đưa ra cái những nhận xét về anh chị á, có điều gì làm anh chị buồn không? Em hơi chê anh thì anh có buồn em không? Vì anh một mình phải không, em phải nói hết để cho, tại vì em luôn đứng về phụ nữ. Đúng em nói rồi. Hết để cho chị ấy có thể nhìn thấy. Mà khi em đã nói ra những cái điều chưa được của anh mà chị vẫn chọn anh, có nghĩa là chị thật sự mong muốn tìm một cái người để mà có thể cho chị một cái điểm tựa. Và em hy vọng rằng là anh sẽ làm được. Đừng có phụ lòng em nhé. Hồi nãy giờ em cũng đưa anh lên hơi cao về bản chất, cho nên em mong muốn là anh sẽ làm được cái điều đó. Đừng làm cho người phụ nữ bên cạnh mình phải đau khổ anh nha. Hai chị nắm tay nhau đi nè. Hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp các Tường và gặp chương trình. Thôi xin phép nè. Xin phép chị ấy chứ. Dễ thương quá à. Mỗi lần mà mai mối những cặp đôi lớn như thế này hoặc là đã gãy đổ như thế này, Tường áp lực lắm quý vị ạ. Bởi vì cần phải nói gì mình phải cân nhắc cho kỹ để có thể giúp đỡ được cho họ có thể đến được với nhau. Xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, tốt hơn. Những cái chuyện gì buồn trong quá khứ mình hãy cho qua hết và bắt đầu từ ngày hôm nay cố gắng hãy nắm chặt tay nhau. Có tin vui thì hãy báo cho các Tường cũng như là chương trình được biết anh chị nha. Không khóc nữa, khóc nữa tôi khóc theo à. Đây, gửi tặng hai anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai anh chị sẽ có những không gian xem phim, trò chuyện, tâm sự với nhau nha. Rồi, cảm ơn hai anh chị. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Place IPTV My TV. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Tiếng nước ngoài chán hai ông này ghê luôn á, mà không có nhanh gọn lẹ gì hết trơn à. Dạ bởi vì không nhanh gọn lẹ nên ảnh mới phải lên đây chứ, nếu anh nhau ảnh tập tốt là phải tập tốt rồi nhanh. Đau buồn bỏ sang đây anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy, chẳng phải mưa giông bao tố người ơi. Trời hay quá trời, sau này nếu như có thả thì có thể set up một buổi nào đó ở biển cho bạn đó. Đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời, dịu kỳ mà thật gian đơn là tiếng gia đình thân thơ. Tường và Hữu Minh Đạt hôm qua chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng tôi đã sẵn sàng. Trời, bữa nay rồi kiếp đỏ đen rồi hả? Đỏ đen hả? Vậy là coi như là một là đen, hai là đỏ. Hôm nay phải đỏ chứ không có được đen đâu. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Hai chàng trai của tôi hết sức là chỉnh chu. Hai cô gái xinh đẹp, một chàng pháo tay. Mời bạn nam ngồi ở chiếc ghế màu xanh giới thiệu trước đi ạ. Em tên là gì? Dạ vâng, em chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Lê Phúc Thịnh, 27 tuổi. Công việc đang là quản lý kinh doanh cho một công ty bất động sản. Quê Thịnh ở đâu? Dạ, quê em thì ở Bình Thuận ạ. Mình vào đây lâu chưa? Em thì vào đây từ năm 2016. Vậy là công việc ổn định tốt rồi phải không? Dạ, hiện tại mình ở với ai? Dạ, hiện nay thì em đang ở một mình ạ. Thuê nhà ở? Dạ vâng. Ở đâu? Quận mấy? Dạ, em ở bên quận Tân Bình. Thế là sở thích của em là gì nè? Dạ, em thì thích đi du lịch, thích đọc sách, thích đi cắm trại, và đặc biệt là em có đam mê với bộ môn câu cá. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Thịnh? Điểm mạnh của em thì thật ra là em tự tin về cái khoảng là khá hòa đồng, bởi vì đặc thù công việc, biết nấu ăn, giặt đồ rửa chén làm được hết. Giỏi ha. Còn điểm yếu thì em, bởi vì em sống một mình cho nên là em khá là bừa bộn. Bừa bộn thôi chứ có dơ không? Dạ không có mùi. À, không có mùi. Thật ra thanh niên mà bề bộn nghĩa là quần áo thay ra rồi giục đó phải không? Rồi để đó nhà cửa nhiều khi chắc ở mình rồi cả tuần mới quét dọn lau chuồng lần phải không? Dạ, thậm chí có khi em đi công tác một tháng thì về nhà mới dọn. Trời ơi, nhà chắc cái chuồng thành cái chuồng luôn quá. Dạ, như đợt vừa rồi là cái tủ lạnh em nó mọc mốc luôn. Trời ơi. Vậy mà còn kể ra nữa, cái tủ lạnh giờ cần người dọn nha, nó mọc mốc rong rêu ở trỏng rồi đó. Đó là chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh, bạn Thịnh. Rồi, cô gái ngồi ở màu xanh. Em chào mọi người, em chào anh Tiến Đạt. Trời ơi, em xin lỗi, em hơi quên tên một xíu. Anh Đạt được rồi, dạ chứ đừng có ghép chữ Tiến vô không dạ. Chị em chào hai MC, em chào khán giả. Em tên là Ngọc Chi, 21/22 tuổi. Công việc hiện tại của em làm telesale, làm tư vấn viên cho một trung tâm tập gym. Hiện tại thì em vẫn ở trọ, em ở một mình. Em thích ở một mình là nhiều hơn. Còn em ở đâu? Dạ, em ở Tân Phú. Ủa, ở mình nhiều hơn là sao? Vậy là có những lúc không phải ở một mình. Dạ đúng rồi. Vậy lúc trước em không ở một mình. Không ở một mình, ở với ai? Lúc trước em có đón ba mẹ lên ở chung á. Dạ, khoảng tầm 2 năm nay thì ba mẹ về quê ở. Em ở một mình tiếp. Quê em ở đâu? Em ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Điểm mạnh thì có thể là em hay giúp đỡ người khác. Còn cái thứ hai là em hay chơi thể thao. Môn gì? Ngoài bóng đá ra thì cái gì đa số em cũng chơi được. Ghê vậy ta, đa năng quá vậy? Chút ít. Chút ít hả? Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu thì chắc có lẽ là ngại nói chuyện. Ngại giao tiếp? Dạ, nói chuyện kém á, với lại... nó sao ta? Rụt rè quá, nó không tự tin đúng không? Dạ, hơi tự tin về bản thân xíu. Giờ thoải mái chưa? Lúc nào em cũng vậy. Thoải mái thôi, dạ. Không gì hết. Em biết hát không? Dạ không. Khi mà rảnh rỗi em làm gì? Rảnh rỗi chắc em cũng nằm ngủ không mà chứ không. Thì rảnh rỗi là nằm ngủ thôi chứ không làm gì hả? Không có du lịch hay là chơi cái môn gì, hay là đọc sách, hay là xem phim, hay là gì đó? Chơi thể thao đó. Rảnh đó hả? Rảnh thì chắc là em đi thôi chứ em không có du lịch. Em xách xe đó em đi, như là đi Vũng Tàu nè, Đà Lạt nè, về quê. Vậy hả? Rảnh là xách xe đi thôi. Dạ. Rồi, đó là thông tin của cô bé ngồi ghế màu xanh đó. Rồi, bây giờ thắp xe đi thôi. Mời chàng trai ngồi ở ghế đỏ nha. Em giới thiệu về bản thân mình đi nè. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chào tất cả các bạn cùng chơi và quý vị khán giả. Em tên là Trần Quang Mến, sinh năm 1990. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là bộ đội. Vậy hả? Dạ. Em làm được 14 năm. 14 năm luôn? Dạ. Chức vụ gì rồi? Dạ, em bây giờ mới trung úy. Em nhiêu tuổi mà 14 năm là bộ đội rồi? Dạ, 18 tuổi em đi bộ đội. Đến nay là được 14 năm. Wow, vậy là năm nay 32 tuổi rồi. Hằng ngày công việc của em ở trong quân ngũ là làm gì? Chủ yếu làm những công việc chuyên môn thôi. Bên em làm... Chuyên môn em là gì? Em làm chính trị á, là chỉ có ghi chép sổ sách đánh máy này. Em buôn khu nào? Dạ, em ở buôn khu 7. Là mình ở suốt trong đó hay là mình có được ra ngoài hay mình được về nhà vậy không em? Dạ, em thì làm sáng đi chiều về. Vậy là sáng đi xong chiều về nhà của mình á. Dạ vâng. Chị hiểu rồi. Nhà mình là hiện giờ ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú. Tân Phú, còn quê ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Vậy là công việc cũng rất là thoải mái, giờ giấc cũng là thoải mái đúng không? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì nè? Dạ, rảnh rỗi thì em thường hay đi đá bóng. Điểm mạnh đi, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc em có thể tập trung vô một công việc gì đó nó lâu, nó kiên trì á. Còn cái điểm yếu của em thì em mau quên lắm. Là sao? Chưa hiểu. Tập trung vào gì đó kiên trì. Dạ, thí dụ như em thích làm một vấn đề gì đó, một cái công việc gì đó em thích rồi. Thí dụ như mà những cái đồ chơi này kia, em có thể làm công việc đó làm nhiều giờ liền luôn. Có cái gì mà em đã đam mê, em đã thích rồi là em dành hết tâm sức vô em làm cho được mới thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó là chàng trai ghế đỏ nha. Kia là chú bộ đội. Rồi bên đây em giới thiệu về mình đi nè. Yeah, hello, ich bin Thu und zwei, ich studiere an der Passau Universität und ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thư và em 26 tuổi. Tại em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Passau ở Cộng hòa Liên bang Đức. Là em nói tiếng Đức á hả? Dạ, em vừa mới nói tiếng Đức ạ. Hay quá vậy ta. Dạ. Hèn chi vậy mà tôi tưởng đâu là cái khả năng tiếng Anh của tôi kém dữ vậy. Tôi tưởng tiếng Anh mà sao tôi không hiểu chữ nào. Tôi mới tràn qua tôi nghe, ủa sao mình cũng biết lẩm bẩm chứ ta. Mà sao bé này nói mình không hiểu. Tại là bé nói tiếng Đức, em không biết thiệt. Dạ, em là đang học năm thứ ba. Em đang là năm cuối ạ. Năm cuối, chuyên ngành gì? Chuyên ngành của em là em sẽ thiên về những cái tổ chức văn hóa, là tại vì cái ngành của em sẽ là ngành văn hóa và kinh doanh quốc tế. Ủa mà Thư là đang đi học mà vậy là về đây là về chơi thôi hay là sao? Dạ em đang là năm cuối, em đang chờ kết quả của luận văn thôi. Dạ là em gần như là hoàn thành cái việc học của mình rồi. Nhưng mà bây giờ là em về Việt Nam là về luôn chưa hay là mình còn đi qua Đức học tiếp hay là như thế nào? Dạ em là về luôn rồi, em gần xong cái việc học của em rồi ạ. Vậy là em về đây thì em ở đâu, mà về bao nhiêu lâu rồi? Em mới về tháng trước. Về được đúng 1 tháng thôi hả? Dạ về đúng 1 tháng và em đang ở với ba mẹ ở quận 12. Vậy là em ở bên Đức, em có coi chương trình này bên Đức? Dạ em có coi chương trình. Có coi xong về đăng ký để mà tham gia chương trình này liền. Dạ. Xong rồi thí dụ như mà mình thành đôi xong mình dắt bạn mình đi Đức luôn. Dạ nếu có cơ hội. Có cơ hội. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì em khá là hòa đồng và em có cái sự bao dung cũng như là hay chia sẻ với mọi người á. Mọi người có cái tâm sự gì thì hay chia sẻ với em, thì em sẽ lắng nghe và có thể đưa ra một lời khuyên đó, hoặc là có thể là cho một cái ôm nhẹ để động viên. Chia sẻ. Dạ, một cái sự chia sẻ. Điểm yếu là em hơi bị kỹ tính. Ví dụ như là cái công việc nào là nó phải ra công việc đó và sắp xếp. Em phải có làm việc thì có một cái trình tự thời gian. Hay là mình khó tính, cái mình hơi gắt một chút xíu thì sẽ làm buồn lòng cái người nghe. Sở thích em là gì? Bình thường thì nếu như trong thời gian rảnh thì em thích pha cho mình một ly cà phê hoặc là một ly trà sữa. Sau đó em sẽ nghe nhạc, những cái bản nhạc nhẹ và ngồi chill một chút, chỉ như vậy thôi. Chơi thể thao hay là đi du lịch hay là? Du lịch với em thì nó cũng không phải là nhất thiết là phải đi du lịch, mà ví dụ như là mình có cái cảm hứng, mình hứng khởi lên thì mình có thể đi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến tình trường nha. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói về mối tình sâu đậm thì em có 2. 2? Đâu kể chị Tường nghe coi. Đầu tiên mối tình đầu tiên thì thời em tuổi còn học trò thôi. Kéo dài mấy năm? Em nhớ không lầm là từ năm lớp 10 tới lớp 12. Tình cảm học trò để trong sáng lắm chị. Chủ yếu là chở nhau đi ăn là tối về đi dạo công viên gần nhà. Nhưng mà khó quên đúng không? Những kỷ niệm rất là đẹp, tình yêu đầu đời đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi sao chia tay? Có phải là ra trường là mạnh ai nấy đi không? Em có một thời gian làm việc ở ngoài Côn Đảo thì cũng qua là yêu xa. Thì hai đứa không có tiếng nói chung. Em lại quyết định đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Em nghe trong đó nó là cứ vào 3 tháng kiểu gì cũng chia tay, nên thôi em chia tay trước. Mối tình kế tiếp thì lúc em cũng đang làm ở công ty. Bạn đó là cũng thực tập sinh. Cách đây mấy năm rồi? Cách đây cũng gần 3 năm rồi. Lúc đó quen được bao lâu? Em quen được cũng được 3 năm. Trời cũng dài dữ vậy, sao chia tay nữa? Cũng biết yêu xa. Số em xa hoài vậy? Tại thời điểm đó là dịch Covid á. Không có đi qua đi lại giữa các tỉnh được. Thì bạn ấy ở Bến Tre, em ở Bình Thuận. Mà sao quen ở xa vậy? Dạ thì bạn thực tập sinh làm trong công ty của em làm việc á. Bao lâu chia tay? Chia tay có cái lý do gì không? Hay là tại vì ở xa rồi cái nhạt dần rồi chia hay là? Dĩ nhiên thì có mâu thuẫn với chị. Mâu thuẫn về cái gì? Bởi vì bạn gái quen lâu năm á, em rất hiểu về tính cách và con người. Cho nên tự nhiên đùng một thời gian ngắn thôi, 1-2 tháng thay đổi 180 độ. Thay đổi sao? Từ sao mà thay đổi ra làm sao? Kiểu nó đang rất là mặn nồng ngọt ngào. Em đi làm về thì bạn ấy cũng nhắn tin, rồi bạn ấy đi làm về em cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi gọi video call, rồi từ từ mất tiêu luôn. Em mới hỏi vài vấn đề rồi thôi em cãi nhau lo to quá chia tay luôn. Quen nhau 3 năm, cái đoạn mà chưa xa nó còn ở chung, đi thực tập chung đó, mối quan hệ nó có thân thiết, nó có mặn nồng chưa? Dạ. Hay là nó cũng nhợt nhạt? Dạ có mặn nồng, với là lúc đó em cũng dự định cưới rồi. Ồ vậy hả? Hay là cổ về quê cái cổ có người khác? À, cái đó em không chắc chắn. À, hết dịch rồi có gặp lại nữa không? Có cơ hội gặp lại không? Hay là từ lúc chia tay giờ là im luôn? Dạ chia tay rồi im luôn thì em cũng mới biết là cuối năm ngoái bạn ấy lấy chồng rồi. Trời, thấy chưa? Nó phải có nguyên nhân sao người ta mới lợt lạc chứ không phải tự nhiên mà. À, lấy chồng cũng chính là cái người mà em ghen luôn. Vậy hả? Trời. Vậy là cô đơn cũng được bao lâu rồi? Từ tháng 6 2020 tới giờ. 2 năm rồi. Bây giờ muốn kiếm người như thế nào? Mong muốn một bạn gái của em cũng không có quá cầu kỳ gì đâu, chỉ cần biết quan tâm em một tí. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Em thì thích những bạn nữ không quá cao, tầm cứ 1m55 đổ lại là được rồi. À, dạ. Em thì em luôn mong muốn cái người phụ nữ của em, bạn gái của em đó là hãy làm những cái gì mình thích nhất có thể, và hãy trải nghiệm những gì mình chưa trải nghiệm đi, để sau này ví dụ hai người có cưới nhau về, có gia đình rồi mình cái trải nghiệm đó mình sẽ rút kinh nghiệm cho cái cuộc sống của gia đình, và mình cũng là truyền đạt lại cho con. Cũng không có gì để nuối tiếc đúng không? Dạ, đúng rồi. Trẻ cũng ăn chơi già hư hỏng đó. Nè, trẻ ăn chơi già vẫn chơi. Trẻ nè, trẻ ăn chơi già hết sức. Đó là em đó. Em lúc nào cũng giữ phong độ hết. Trẻ chơi già còn chơi mạnh hơn nữa đó. Vì em hãy tâm sự chuyện tình của em đi nè. Về mối tình sâu đậm của em thì em chỉ có một thôi. Vậy là còn nhiều mối tình lại gãi. À lại rải đúng không? Bây giờ kể cái mối tình sâu đậm đó đi nè. Bao nhiêu năm? 1 năm hơn à. Đậm dữ à. Sao mà quen với anh chàng đó? Lúc đó thì em bị bệnh và em phải về quê. Lúc đó là hai người đều ở quê. Biết qua một cái app hẹn hò, nhắn tin qua lại được khoảng tầm 3-4 tháng. Chưa gặp mặt nhau lần nào luôn, chỉ gọi call video luôn. Kiểu nảy sinh tình cảm á, xong cái quen, trời xui đất khiến gì á. Em không ở quê nữa, ba mẹ cũng không cho luôn. Em nhất quyết em đi lên ở với bạn đó. Em là người không thích đi xa. Chơi chung có ở chung không? Không. Kỳ vậy không ở chung sao chơi chung? Ở gần sớm. Cũng sắp đi tới chuyện đám cưới luôn. Tới lúc sau á, thì bạn đó bảo là bạn đó muốn về quê lập nghiệp. Muốn về quê lập nghiệp. Ủa lâu người ta đi lên thành phố hay gì muốn về quê. Thì em cũng tin, yêu mà. Bạn đó về quê, xong bạn đó lên. Bạn đó nói với em đi nè, thì thôi mẹ anh cũng vì mẹ bảo anh lên chăm sóc em thời gian cho em ổn rồi anh mới về quê. Lúc đó em đang bị cái gì mà không ổn? Em không biết nữa. Em cũng kiểu, ủa vậy mắc cười vậy? Ủa chứ đó giờ tôi chăm sóc bạn mà, đâu phải bạn chăm sóc tôi đâu, mà giờ bạn đòi chăm sóc tôi. Mọi thứ đa số luôn thì em lo 7/10, cho nên là giờ bạn đó muốn lo ngược lại cho em là lo gì. Em thắc mắc, em mới nghi ngờ. Em rất là ít dạng như là kiểm soát bạn trai. Sau một ngày đẹp trời đó đó, em mượn cái app Instagram á để em định chụp hình thôi. Cái em thấy một cái app khác, em vô tình em bấm vô, cũng con gái mà chị, cũng thắc mắc bấm vô, thấy một dòng tin nhắn cắm sừng. Cái câu mà em luôn luôn nhớ là anh ở bên bé Chi, anh có nhớ em không? Anh ở bên bé Chi, anh có nhớ em không? Trời đất ơi. Cuối cùng thì em biết chuyện đó rồi, em cho đi luôn chứ em đâu níu lại làm gì. Từ lúc chia tay xong rồi có liên lạc nhau gì nữa không? Không. Tự đi là đi luôn, là về quê luôn? Đi là số điện thoại, Facebook, Zalo. Hết dịch rồi mà cũng không đi kiếm bồ hả? Không có bồ và không có bạn trai nào mới hả? Em kiểu không có quen ai được chính thức á. À, chơi qua đường thôi phải không? Không có. Vậy đi cho nó vui em ơi. Bây giờ con gái mình phải chơi qua đường con trai đi, chứ mình đừng để qua đường mình đúng không? Bây giờ muốn kiếm người bạn trai sao nè? À như anh hơi bển hồi nãy nói là biết quan tâm anh, thì hình như em hơi bị ngược. Sao? Em thương thì em thương dữ lắm nha, nhưng mà về việc của quan tâm á, thì chắc là em ít quan tâm. Vậy sao nãy em mới kể là bộ cũ em quan tâm, em lo cho nó 70%. Em sử dụng hành động. À, em chứng tỏ bằng hành động là được rồi. Lời nói ngọt ngào đồ, là nũng nịu, nhõng nhẽo đồ. Miễn có làm mà được rồi vậy em, chứ giờ em không nói em không làm mới mệt. Thí dụ giờ anh này anh muốn là mỗi chiều anh đi làm về là em nhắn tin là anh đi làm về mệt không, rồi mình đi ăn nha. Thì bây giờ em canh trước cửa công ty bạn đó đó, bạn vừa đi làm ra ôm không cái chắc hết mệt cái hai đứa đi ăn được không mọi người? Cái đó là hên xui nha. Chiều bạn đó làm về nhưng mà tới tối em mới làm về. Em làm tới tối thì miễn sao em về có một cái nụ hôn rồi xong hai đứa đi ăn là được rồi. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em kìa, mẫu người con trai em là cái gì? Về gương mặt á, thì em nghĩ là nhìn được, vừa nhìn là được. Về ngoại hình thì em không quan trọng, tại vì em làm ở bên phòng gym mà. Ngoại hình có thể thay đổi. Còn về tính cách thì em không ngọt nha, em muốn bạn trai ngọt với em. Rồi, ngon lành. Ngon lành. Rồi, đến chàng trai ngồi ghế đỏ nha. Tình trường sao cưng? Trung Quý. Dạ em thì có một mối tình sâu đậm. Cũng sâu đậm luôn hả? Sâu đậm sao nè? Thì em quen nhau khoảng đầu năm 2018. Quen được bao lâu? Dạ cũng quen cũng được đến năm 2020 là chia tay. 2 năm. Đậm là đậm sao? Lý do sao chia tay? Lúc em quen bạn thì bạn đó đang là sinh viên ở trên đây. Bọn em chia tay thì lúc đó là bạn đó là đã hoàn thành xong khóa học rồi, chuẩn bị về quê rồi, chuẩn bị về quê làm. Giờ khoảng cách, giờ địa lý rồi còn thêm về tuổi tác nữa. Em lớn hơn bạn nói nhiêu mà dạ, sao? Khoảng 9 tuổi. Tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà lúc quen em đã biết trước điều đó rồi. Dạ đúng bộ rồi. Nói chung là chia tay là phần lỗi do bên em thôi chứ không phải do bạn gái đâu. Sao do bên em? Em có nhiều cái không tốt á. Giống như là em không có lãng mạn rồi em không có quan tâm, em không có chăm chút với bạn gái nên chỉ là riết rồi cái người ta cảm thấy không có hòa hợp nên là cũng chưa đâu vô đầu hết. Dạ. Nhưng mà có hối hận nuối tiếc gì không? Dạ để nói chung là có thì cũng có, nhưng mà mình nghĩ sau này mình nghĩ lại thì có thể như vậy nó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Nhưng bây giờ mình có rút kinh nghiệm được cho cái mối tình sau không? Và cái mối tình đó thì mình sẽ rút kinh nghiệm được cho những cuộc tình sau này. Này bây giờ thí dụ giờ có bạn gái thì em sẽ như thế nào? Mình quan tâm hơn, lãng mạn hơn chút. Muốn tìm mẫu người bạn gái sao nè? Dạ em thì không có cái mẫu người yêu nào nó cụ thể hết trơn á. Phải cụ thể chứ. Tức là không cần cái nghề nghiệp phải làm này làm kia hoặc là phải đẹp xấu cao như thế nào á. Ví dụ giờ hai người gặp nhau bên ngoài đó rồi có tình cảm tự động là được rồi, là sẽ tìm hiểu rồi sẽ có tình cảm với nhau thôi chứ bây giờ không có một cái mẫu nào cụ thể chứ. Tính tình sao? Tính tình với em sao cũng được. Trời đất ơi. Đừng có giống như là đừng có em làm chị nhớ anh Binzy quá. Sao cũng được. Anh dễ giải sức cái gì cũng em chỉ có đừng có quản lý, mình quá là được rồi. Nhiều khi người ta đàn ông lại nghĩ là bạn gái quản lý mình nhưng mà người bạn gái lại nghĩ là em đang quan tâm anh, nó khổ vậy đó. Người ta mới yêu thương mình cho nó lý, cổ người ta mặc kệ. Đúng. Người yêu trước của em là hầu như là tất cả các tài khoản xã hội của em là bạn nó đều biết hết. Anh like còn nhiều hơn em nữa. Những ai mà nhắn tin cho bạn cho em á là phải hoàng đó. Trời ơi, bạn đó trả lời luôn. Trời ơi, cái đó thì hơi lố. Chiều tay gái gắn chịu. Đẹp trai quá rồi bị mất á. Đời mà, cái gì nó cũng có này có kia, làm sao muốn hết được tất cả. Hy vọng ngày hôm nay hai bạn trai của tôi sẽ may mắn nha. Đó là mối tình của chú bộ đội. Em là Việt Kiều Đức. Em kể bao nhiêu mối tình rồi? Cũng không nhiều lắm, cỡ khoảng 5-6 mối tình gì đó thôi. Wow. Nhưng mà là cái lúc đó là em còn đi học nên là nó không có cái gì mà sâu đậm lắm. Gần đây nhất, nói gần chắc cũng không gần lắm, đó là năm 2018. Lúc đó em vừa mới qua Đức, em gặp được một bạn. Bản thân em nghĩ thôi nha là tụi em đã thành đôi rồi á, nhưng mà cuối cùng lại không. Bạn đó là người Đức. Tụi em gặp nhau trong một cái buổi đấy là họp mặt những cái bạn mà học tiếng Trung. Thì lúc mà em chuẩn bị đi về á thì bạn đó có lại xin số để liên lạc với em. Thì mới đầu em cũng hơi bất ngờ nhưng mà em nghĩ là vì ok mình mới qua thì mình làm kết bạn thì nó cũng rất là ok. Tụi em cũng có nhắn tin qua lại rồi, bởi vì học cùng trường nên là cũng hay gặp nhau. Em cảm thấy bạn có tình cảm với em và kể cả bạn đó cũng nói với em là bạn đó có tình cảm với em. Có một lần em nhắn tin cho bạn đó thì em nhắn chữ là bạn trai thì bạn đó lại nói với em là bạn đã bị bất ngờ, bị ngạc nhiên. Em lại không hiểu cái lý do của tại sao lại ngạc nhiên như vậy, là sao em không hiểu. Chiều ngày hôm đó luôn thì bạn đó mới qua nhà của em và bạn ấy nói là tại sao em lại gọi là bạn đó là bạn trai. Thì em mới nói là ủa vậy chứ không phải là trong một mối quan hệ hả? Bạn ấy nói là bạn ấy không phải. Bạn đó mới nói là trước những cái cô gái mà bạn đó mà quen biết á, giống như là cũng nắm tay rồi cũng hôn nhau các thể loại, rồi giống như là một cặp đôi vậy á, nhưng mà không ai nói là mình là cả cái cặp đôi với cái người đó hết. Suy nghĩ một hồi em mới nói là vậy là làm như một người yêu thôi nhưng mà không phải là trong một mối quan hệ hả? Thì bạn đó là không thích. Em nói bạn đó là tóm lại là người không có trách nhiệm. Bạn đó ngồi im lặng và tụi em kiểu tan rã trong không vui. Kết thúc. Kia thì nghĩ là một số lối sống phương Tây thì muốn là chơi vui thôi, hai gái gặp nhau quan tâm vui vẻ chơi vui thôi, đôi bên cũng có lợi. Bạn bè của em á cũng là người nước ngoài thì các bạn đó tỏ tình với nhau rồi mới trong một cái mối quan hệ luôn chứ không có phải là kiểu mập mờ vậy. Nhưng mà tại vì cái bạn này bạn đâu có tỏ tình với em đâu, cơ bản là tại vì bạn đó bạn không có thích em, đơn giản vậy thôi. Bạn đó có nói là bạn đó thích em là được rồi. Chia tay cũng không hẳn là chia tay, chỉ là do đâu có quen đâu mà chia. Giờ muốn kiếm một người như thế nào? Em thì cũng không có cái mẫu người nào mà cụ thể, nhưng mà sao giống cái anh đỏ bên đây quá vậy? Dạ, nhưng mà là trưởng thành và trưởng thành trong cái suy nghĩ, chứ không phải là do là lớn tuổi hơn em là em ok. Tuổi tác trong tình yêu nó chỉ là con số thôi. Dạ. Giống như anh Đạt nè, 40 tuổi tới nơi mà cũng đâu có trưởng thành đâu. Đó, tuổi tác nó chỉ là con số thôi. Lắm. Em biết chị năm nay nhiêu tuổi chưa? Chị chưa bao giờ trưởng thành. Chị chưa bao giờ trưởng thành. Chị chưa bao giờ trưởng thành. Bé con lắm. Bé này rất trong tình yêu lắm. Chưa bao giờ trưởng thành, bị gạt quá à. Khi là mình cũng đừng nên trưởng thành quá thôi. Bây giờ trước khi mà đến với cái phần cho các bạn gặp nhau thì mình thấy bên dưới là có hai người nhà của các bạn. Bây giờ cho hỏi là em gái trước nha. Em gái là mình đi hôm nay đến chương trình là ủng hộ ai? Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn của Quang Mến ạ. Bạn của Quang Mến. Dạ. Thì nãy giờ em theo dõi thì em thấy bạn nữ ghế đỏ đây á rất là dễ thương, xinh đẹp và đặc biệt là rất là nhẹ nhàng. Còn Quang Mến của em thì bạn thì cũng rất là hiền và tâm lý. Có một đặc điểm nữa là mình ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì hai bạn em nghĩ là rất là hợp. Rồi, hy vọng ha, đó là mình người ngoài mình nhìn cho ý kiến cho bạn mình tham khảo thôi. Hy vọng là lát hai bạn cũng hợp nhau. Rồi anh. Dạ em chào chị Tường, em chào anh Đạt à. Em cũng là bạn của Mến. Bạn Mến dạ. Luôn dạ, là trong quân đội luôn. Dạ không, em là bạn chơi chung với Mến thôi à, chứ không có làm chung. Theo em thấy thì Mến là cũng hợp với bạn ghế đỏ bên đây ạ. Ghế đỏ luôn. Dạ, Mến thì cũng trưởng thành, tâm lý. Còn cái là hơi mê thể thao chút xíu. Tốt thôi, thể thao thì khỏe, có gì đâu. Dạ đúng rồi, đàn ông có mê thể thao thì nó không có mấy cái tệ nạn khác. Tưởng thể thao ghê ha. Cảm ơn hai bạn, đó là ý kiến để cho Mến có thể tham khảo thêm. Với lại là hai bạn gái bên kia cũng có thể tham khảo thêm ha. Rồi bây giờ chần chờ gì nữa. Rồi mở cửa trái tim. Dạ. Tặng chấm đi phát quà chứ. Tặng không nói câu đạo gì chú. Chẳng nói chút từ nói gì. Từ nói hả? Rồi bây giờ muốn tặng chưa? Dạ thôi tặng luôn mà. Tặng luôn, mời. Xin lỗi tại hôm nay em có sự chuẩn bị có một phần quà cho nên anh xin tặng em. Trời ơi. Cũng là một món quà nhỏ thôi. Nó sẽ để mình trang trí cho cái bàn trang điểm và bàn làm việc của em thêm xinh xắn hơn. Dạ em cảm ơn. Đúng chỗ quá ha. Ông dừng ông dừng đúng chỗ ghê. Hôm nay á, em đến đây á, thì em có mang, em cũng không biết chuẩn bị cái gì nữa. Tại vì đó giờ em chỉ giờ rủ đi ăn đi chơi thôi, chứ em ít tặng quà lắm. Không thích hay là gì cũng. Mà này là mua hay làm? Dạ mua. À mua chứ thôi. Em không biết làm. Rồi thôi mời hai ảnh ăn đi. Em mời. Dạ đây. Dễ thương quá trời. Anh cảm ơn. Cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của các bạn khi gặp nhau là như thế nào? Chú bộ đội mình phát biểu trước đi nào. Nhìn qua bển. Hai bạn thì bạn nào cũng dễ thương. Mở cửa trái tim ra thấy rất mình tốt. Sao nó có cái gì hồi hộp gì không, hay nó có rung gì không, hay nó có sao xuyến gì không, hay là nó bình thường? Tới bây giờ thì vẫn bình thường, chưa có gì hết vậy. Vẫn ổn áp phải không? Dạ. Tới em. Hai bạn có hai phong cách hoàn toàn trái ngược với nhau. Bạn Ghim thì có vẻ hơi cá tính, Thư thì rất là dịu dàng. Thì mày khi mà nghe tôi chia sẻ là rảnh là xách xe đi vòng vòng á. Rảnh thì chắc là em rảnh đi thôi chứ không có du lịch. Em xách xe em đi như là đi Vũng Tàu nè, Đà Lạt nè, về quê. Em thích cái điều đấy. Thích là nhích thôi. Dạ thích là đi. Thích thôi. Là làm thôi. Còn hai bạn gái, cảm xúc của hai em như thế nào? Bí thư. Hiện tại thì em vẫn bình thường. Nhưng mà ấn tượng của em là hai anh đều rất là kiểu hiền, ít nói, hơi nhát trước. Anh Thịnh thì lại hoạt ngôn hơn, chắc là do tính chất công việc của anh đâu. Với chị? Điều đầu tiên em suy nghĩ thôi nha. Em không cần là, giống như hồi nãy em bảo là không quan trọng vẻ bề ngoài á. Thì em chỉ cần là khi lần đầu gặp chỉnh chu. Còn bên đây hai người này ai cũng chỉnh chu hết trơn trọi. Quá chỉnh chu. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ đi cho nó rồi. Vui cái coi. Thịnh nè. Hát bài tặng mọi người cho nó xong lên nè. Thoải mái đi nào. Tại bây giờ em bối rối em quên hết lời rồi. Vài câu thôi, hai kêu hát nguyên bài đâu. Dạ để em bớt run tí anh. Trời ơi tôi chán hai ông này ghê luôn á. Mà không có nhanh gọn lẹ gì hết trơn à. Dạ bởi vì không nhanh gọn lẹ nên ảnh mới phải lên đây chứ nếu ảnh tập tốt là phải tập tốt. Rồi nhanh. Trời tôi chán. Nhắc bài giùm em một cái. Ngồi đó suy nghĩ. Chú bộ đội làm trước. Hát hò là nào giờ nó không đá banh được. Giờ chú bộ đội xung phong lên coi nào. Hít đất cho tôi, quên quát cho tôi, hít đất cho tôi 10 cái coi. Cái đó mà em đừng nói em làm không được nữa nha. Mời bạn ra giữa sân khấu. Biểu diễn sức mạnh. Em hay đá banh chung với lại bạn già của anh lắm á. Ai vậy? Dạ anh Lê Nam á. Trời ơi, hèn gì hai đứa tướng thể thao ghê. Rồi xin mời, giờ sao quát hay hít đất? Thôi giờ khi hít đất đi cho nó nhẹ nhàng. Rồi hít thoải mái đi nè. Hai bạn nữ đếm lớn lên cho tôi coi. Một. Trời sao cái đít cao vậy? Sao cái đít ba. Cái mông thấp xuống cái đầu cắm xuống gì ông ơi. 5 6. Bộ đội hít đất cũng khác như thường ha. 8 9 10. Hay quá. Rồi cho bé Thư hít đất. Chứ gì? Em cổ vũ. Bây giờ Thịnh nghĩ ra bài hát chưa? Dạ chắc em hát được vài câu rồi. Rồi thôi. Rồi có bài hát rồi. Đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại. Chiều kiếp vai sương vương giọt trên có hoa ven đường. Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy. Chẳng phải mưa giông bao tố người ơi. Trời hay quá trời. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau một chút xíu đi để mình hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay chị ra cái chủ đề đi, yêu nhau mình làm sao hẹn hò để lãng mạn. Các bạn có thích lãng mạn hay là không? Hai chàng trai biểu diễn rồi, bây giờ hai cô gái phải nói trước. Hai cô gái nói đi. Rồi, em có muốn lãng mạn hay không trong tình yêu? Em nghĩ là con gái thì ai cũng thích cái sự lãng mạn hết. Và cái sự bất ngờ một chút nó sẽ mang lại cái niềm vui nhiều hơn. Thì một cái buổi hẹn hò lãng mạn trong cái sở thích, trong cái trí tưởng tượng của em thì là bạn nam ăn mặc chỉnh chu. Và em thích là sử dụng một chút nước hoa. Tại vì em rất là thích cái bạn nam mà thơm. Dạ. Nói chung là sạch sẽ thơm tho. Dạ, dạ. Em thích đó là như vậy là lãng mạn rồi đó, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Hẹn hò ở đâu? Em nghĩ là mình quan trọng là mình đi chung với ai thôi, chứ mà đến cái nơi nào thì nó cũng chỉ là hoa lá thêm thôi. Cảnh trí chỉ là phụ, nhân vật chính là con người, đúng không? Mà con người chỉ cần thơm tho sạch sẽ là được, đúng không? Có thể đem cho em một bó hoa. Một bó hoa nữa. Hoa gì à? Em thích hoa hồng. Hoa hồng. Em thích đông người hay ít người? Em không thích chỗ đông người. Em không thích cái sự ồn ào. Rồi, ok. Bé Chi? Vẻ bề ngoài á thì em thấy người con gái nào cũng y chang chị Thư thôi. Em thì cơ bản vẻ bề ngoài thì em cũng thích là đặt lên đầu là thơm. Thơm là em thích rồi. Đặt lên cái đầu chai dầu thơm hả? Về cái không gian á, em nghĩ là trên rừng hay với biển gì cũng không quan trọng đâu. Tại vì quê em á, phía trên là rừng, phía dưới là biển rồi. Đủ rồi. Em thích kiểu đi du lịch, giống như là cả hai đứa giống như bữa đó rảnh đi. Rảnh được off, đi Đà Lạt không? Xách xe đi thôi, chứ không có lên lịch gì hết. Cái đó với em là đủ rồi, không cần lãng mạn. Đôi khi hứng lên vậy mới là lãng mạn á. Hai chàng trai của tôi nè, chú bộ đội nói trước coi. Bữa nãy em nói là em sẽ thay đổi, em nói em thiếu sự lãng mạn nên bây giờ em nói cho chị nghe coi. Em thì thích, nói chung em thích đi du lịch. Em thì thích đi du lịch, thích đi biển. Sau này nếu như có thả thì có thể set up một buổi nào đó ở biển cho bạn đó. Rồi làm gì? Những con lặn thật đáng sợ quá bé ơi. Rồi làm gì ở biển nào? Cái đó em cũng chưa biết em phải làm gì nữa, nhưng mà chắc em sẽ tìm hiểu. Tới tìm hiểu bạn xem bạn thích cái gì. Không, chị đang hỏi ý em mà. Trong đầu em đang hình dung về cái tình yêu của mình nó như thế nào là lãng mạn mà. Rút kết từ mối tình trước thì giờ chắc em sẽ siêng nhắn tin hơn. Siêng gọi điện hơn. Gì nữa? Nói chung là sẽ chăm chút vô cho người mình yêu hơn. Có thơm không? Dạ thơm á. Thơm lắm. Có xịt dầu thơm không? Có xịt dầu thơm không? Dạ có, em ra ngoài là em xịt lên. Vậy là chỉnh chu rồi đó. Có bông hoa gì tặng rồi gì không? Dạ bông hoa thì chắc chắn sẽ có rồi. Đó. Hẹn hò là thích ở biển phải không? Dạ. Nhưng ra biển có đốt đèn cầy gì không? Cái này chưa thử. Thôi đừng thử, khó đốt lắm. Đốt ở đâu có trái đâu. Biển gió ồn cho đốt. Rồi Thịnh thì sao? Em thì như lúc đầu em có nói là quen nhau thời gian thì em khá là hiểu tính của bạn. Em được cái em cũng khá là lưu ý trong điều đó. Chỉ cần bạn nữ thích thôi, em sẽ làm được. Bạn nữ thích gì em cũng làm được hết. Đúng rồi, trừ đi lên trời hái sao và hái trăng xuống là đừng có kêu em là được. Nhưng mà thí dụ em tự tạo ra một cái không gian lãng mạn để hẹn hò thì em tạo sao? Cái đó thì cho bất ngờ bạn gái, chứ không phải là bạn gái nói mà bạn gái muốn. Em có thể tự tạo, bởi vì theo cái cách của em, ví dụ em đang đi công tác đi, hôm tới giờ ngày 20 tháng 10 ngày quốc tế, ngày phụ nữ Việt Nam đi. Rồi em đang đi công tác Em có thể về bất ngờ âm thầm. Em công tác ở biển thì em sẽ mua hải sản. Về em mua thêm một bó hoa hồng. Nhưng mà dĩ nhiên thì hồng thì em đều bó lại hết, em không có cầm thô, đau tay lắm. Rồi. Em cũng sợ đau mà. Về em cũng đốt nến lên. Dạ. Wow. Bạn ha. Nhưng mà nhớ tắm xịt dầu thơm trước khi đi nha. Dạ, lúc nào em cũng xịt. Ngon. Được. Trò chuyện xíu để cho các bạn hiểu nhau thôi, chứ còn thật ra cái thời gian trên chương trình nó không có nhiều. Quan trọng là các bạn có cái cảm xúc với nhau hay không. Nếu mà có cảm xúc á, thì mình lựa chọn nhau. Rồi ra ngoài mình còn nhiều thời gian mình tìm hiểu nhau lắm. Nhưng mà nãy giờ mới có nói không à, rồi có nhìn thôi à. Bây giờ mình phải có chút va chạm. Bây giờ Tường sẽ mời hai chàng trai lần lượt. Các chàng trai bước qua bên đó và xin phép đứng nắm tay hai bạn nữ. Mỗi người sẽ có 1 phút, chia cho hai bạn nữ mỗi người là 30 giây. Nhìn nhau. Đó, muốn nói gì nói thì thôi, tùy, nhìn nhau đắm đuối cho chị. Rồi về chỗ mình sẽ quyết định là có bấm nút chọn ai hay không. Nhường bạn đi trước. Nhường đúng hả? Nhường luôn hả? Dữ ta. Anh xin phép được nắm tay của Thư. Nắm tay phải bắt tay không biết là 30 giây. Nhìn như đã. Với mình quen nhau á thì mình có Thư có yêu cầu gì với mình? Dạ, tương tác chỉnh chu và những cái gì mà em nói lúc nãy á thì nếu như em có thì dạ, em cũng không có phải là cô gái yêu cầu quá nhiều. Chào Chi. Anh xin phép nắm tay em tí. Trời ơi, bới, căng quá vậy. Trời bạn quá căng. Ok, cái này là nắm tay thôi, rồi anh đi về. Em biết mà. Trời ơi, thời tới rồi. Chỉnh chu nè. Anh xin phép. Anh xin phép nắm tay em. Dạ. Ví dụ như mà sau này mà có được mà hợp với nhau á thì mình sẽ tính tiếp sau này. Cảm ơn em. Anh xin phép được nắm tay em. Nếu như em ngại em ăn mấy thì thôi không sao hết. Nếu như anh dám nắm nào lại không dám nắm? Không, em bình thường mà, tại vì ổng ngại ổng cũng kìa. Okay, nắm em... tay nhìn mặt nhau thì tôi kêu nhìn nhau 30 giây mà làm gì mà ổng gung cái tay vậy nè. Rồi có nói gì không? Dạ có nói rồi. À nói rồi hả? Dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến khoảnh khắc quyết định. Mỗi bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ thật kỹ. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Ở mỗi cái ghế đều có 2 cái nút bấm. Thích bạn nào thì mình bấm cái màu ghế của bạn đó. Mời Đạt. Các bạn hãy hướng mắt về phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Về gương mặt á, thì em nghĩ là nhìn được, vợ ơi nhìn là được. Về ngoại hình thì em không quan trọng. Em thì thích những bạn nữ không quá cao, tầm cứ 1m55 đổ lại là được rồi. Em thì em luôn mong muốn cái người phụ nữ của em, bạn gái của em là hãy làm những cái gì mình thích. Em thì không có cái mẫu người yêu nữa, cụ thể dân. Tức là không cần cứ nghề nghiệp phải làm này làm kia, hoặc là phải đẹp xấu cao như thế nào. Mẫu người nào mà cụ thể, nhưng mà sao giống cái anh đỏ bên đây quá vậy? Dạ nhưng mà là trưởng thành, và trưởng thành trong cái suy nghĩ, chứ không phải là do là lớn tuổi hơn em là em ok. Dạ, bấm. Và hết thời gian. Hai chàng trai mình muốn nói gì không? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thì không, em cũng không có cái cảm xúc gì lắm. Nhưng mà chị khuyên em nè, lần sau những cái cơ hội ở ngoài cuộc sống của mình là đàn ông, mình là thanh niên, mình phải nên dứt khoát, mạnh mẽ một xíu. Tại vì á, dù sao đi nữa đó, phụ nữ có cá tính cỡ nào, có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng đàn ông mình vẫn là người chủ động. Nếu mà em thật sự em thích ai đó ở ngoài cuộc sống, em thích thì em phải mạnh mẽ, em phải tấn công và em phải dữ dội lên. Ngay cả em cũng vậy luôn. Mình thích ai mình phải quyết liệt vô. Rồi thôi, mời các bạn cùng đứng lên. Chúc cho các bạn được hạnh phúc, được vui vẻ trong cuộc sống của mình. Xin tặng cho mỗi bạn một phần quà, đó là một sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho các bạn nha. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện thì giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai, bà Mối rất là duyên dáng nha. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Mọi người ơi, nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.